Kính chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi chương trình cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trên kênh YouTube Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin chi tiết. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ. Ngày 27 tháng 1, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét thi hành kỷ luật một số tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Vi phạm của một số tổ chức đảng, đảng viên tại Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh. Vi phạm của một số đảng viên tại Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, Đảng bộ tỉnh An Giang, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2010-2015 vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2015-2020 buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong việc tổ chức thực hiện các dự án gói thầu của công ty AIC gây hậu quả nghiêm trọng, gây thất thoát, nguy cơ thất thoát và lãng phí ngân sách nhà nước để nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ một số sở, ngành, đơn vị bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự. Các ông Nguyễn Nhân Chiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Nguyễn Tử Quỳnh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Nguyễn Tiến Nhường, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Nguyễn Hạnh Trung, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh. Nguyễn Lương Thành, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nguyễn Thế Nghĩa, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Trần Đức Quận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang. Trần Anh Thư, Tỉnh ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Vi phạm của các ông nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm của cấp ủy, tổ chức đảng và các cá nhân nêu trên, theo quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020. Thi hành kỷ luật khiển trách các ông Trịnh Đình Dũng, Mai Tiến Dũng và báo cáo đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông Nguyễn Nhân Chiến, Trần Đức Quận. Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Cán sự Đảng bộ Công Thương nhiệm kỳ 2016-2021, khiển trách Ban Cán sự Đảng bộ Công Thương nhiệm kỳ 2021-2026, quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông Đỗ Thắng Hải, Hoàng Quốc Vượng, Nguyễn Tử Quỳnh, Nguyễn Tiến Nhường, Nguyễn Hạnh Trung, Nguyễn Lương Thành, Nguyễn Thế Nghĩa, Trần Văn Hiệp, Nguyễn Thanh Bình, Trần Anh Thư. Đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng. Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an vừa cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đang điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan. Theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 10 ngày 4 tháng 3 năm 2023, quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 14 ngày 9 tháng 8 năm 2023 và số 24 ngày 25 tháng 11 năm 2023, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, theo dõi, chỉ đạo. Mở rộng điều tra vụ án, xác định ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, làm trái các quy định của pháp luật khi tham gia chỉ đạo giải quyết các công việc liên quan đến dự án Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Hành vi của ông Trần Đức Quận phạm vào tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3, điều 356 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Ngày 24 tháng 1 năm 2024, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Trần Đức Quận về tội danh nêu trên. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng,
Kinh tế, Buôn lậu Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên theo quy định của pháp luật. Hiện, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng, đảm bảo thu hồi triệt để cho nhà nước. Liên quan vụ án này, mới đây, ngày 2 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Ông Hiệp bị điều tra về tội nhận hối lộ. Trước đó, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng để điều tra về tội nhận hối lộ. Riêng bà Trần Bích Ngọc, Vụ trưởng theo dõi công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vụ 1 của Văn phòng Chính phủ bị điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tối 24 tháng 1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng. Cơ quan điều tra xác định, ông Trần Đức Quận đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, làm trái các quy định của pháp luật khi tham gia chỉ đạo giải quyết các công việc liên quan đến khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh, gọi tắt là dự án Sài Gòn Đại Ninh, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Trong tối cùng ngày, con hẻm đường Cô Giang, phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng có rất đông cảnh sát mặc thường phục, trấn giữ hai đầu. Không ai được vào khu vực đang canh giữ, những lối đi khác cũng có người ngăn chặn. Việc này được cho là phục vụ công tác khám xét nơi ở của ông Quận. Gần một tháng qua, ông Trần Đức Quận được cho là đi công tác tại Hà Nội nhưng không trở về và đến nay thì bị khởi tố, bắt giữ. Hiện, cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án, rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản để bảo đảm thu hồi triệt để cho nhà nước. Trước khi ông Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận, cơ quan điều tra Bộ Công an đã bắt giữ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Hiệp vào đầu tháng 1 năm 2024. Ông Hiệp bị bắt để điều tra hành vi nhận hối lộ liên quan đến Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh, Công ty Sài Gòn Đại Ninh. Ngày 2 tháng 1, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, khám xét nhà riêng đối với ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng về tội nhận hối lộ. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, ông Hiệp bị bắt do có liên quan tới sai phạm xảy ra tại dự án xây dựng khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh do Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn – Đại Ninh làm chủ đầu tư khi tiến hành thanh tra dự án này. Trước đó, cơ quan điều tra Bộ Công an cũng khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng để điều tra về tội nhận hối lộ, bà Trần Bích Ngọc, Vụ trưởng theo dõi công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vụ 1 của Văn phòng Chính phủ bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Mở rộng điều tra vụ án, xác định ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có hành vi nhận hối lộ liên quan đến dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh. Hành vi của ông Trần Văn Hiệp phạm vào tội nhận hối lộ quy định tại khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Ngày 2 tháng 1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Hiệp về tội danh nêu trên. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên theo quy định của pháp luật. Hiện, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng, đảm bảo thu hồi triệt để cho nhà nước. Thông tin cập nhật vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho kênh YouTube Báo Người Lao Động. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.